Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 4 giờ sáng ngày 5 tháng 9, tâm bão số 3 đang cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 550 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và bão có khả năng mạnh lên thành siêu bão. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi qua khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, rồi đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ bão có khả năng suy yếu do ma sát với đất liền. Đến 4 giờ sáng ngày 7 tháng 9, tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ bão mạnh cấp 13, CAP 14, giật cấp 17. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, khoảng ngày 7 tháng 9, bão có khả năng đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, trọng tâm ảnh hưởng là các tỉnh thành Quảng Ninh, Ninh Bình. Sau đó bão số 3 đi sâu vào đất liền phía Tây Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp. Từ đêm 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, rủi ro rất lớn ở khu vực Bắc Biển Đông và rủi ro thiên tai cấp 3, rủi ro lớn ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Từ khoảng đêm ngày 6 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.